Ngọc Mai xin chào tất cả mọi người. Đang lưu thiêu ngủ thì nghe tiếng gọi của chồng thì ra dậy chỉ để ngắm mấy chú mèo này. Không biết từ bao giờ nó đẻ trong tủ quần áo của mình mà hôm nay mình mới phát hiện ra này. Hôm trước mình có đi xin em chồng một con để nuôi, nhưng hôm nay thì được luôn cả 6 con, thích quá. 6 con này có màu sắc khác nhau, có con thì màu đen trắng này, màu vàng, màu xám, màu trắng, màu đen. Mình rất là yêu mèo, thật sự ngày trước muốn nuôi thì cũng không có thời gian đâu, mà giờ nó đẻ trong nhà mình thì mình sẽ nuôi và chăm sóc nó luôn. Thế nào mà mấy ngày hôm nay con mèo mẹ cứ đi ra đi vào, thì ra là nó đẻ con ở trong này. Trời ơi, nhìn yêu nhất con này này, con này có màu đen trắng này, nhìn đẹp dễ thương quá. Này chắc cũng đẻ được khoảng 3 đến 4 ngày thôi. Em này thì có hai màu, màu trắng mix màu vàng, nhìn cái mặt yêu quá đi. Có hai em màu giống hệt luôn, hai anh em cũng hết ngủ luôn, ra đây để ngắm mèo. Em Bi thì thích mèo từ nhỏ cho nên là khi nhìn thấy thì cũng rất là hứng thú và thích lắm. À, mèo vào nhà mình đẻ thì mang ý nghĩa gì nhỉ? Mọi người có ai biết không? Nếu biết thì hãy comment cho mình biết với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dago sleep. 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 Dago sleep